Kính thưa quý vị, tàu hỏa bốc cháy khi dừng tại ga Tân Từ Quảng Trị. Một chiếc tàu Thống Nhất 1 đang dừng đón khách tại ga Đông Hà đột ngột bốc cháy ở toa cuối của con tàu. Vụ cháy xảy ra khoảng 3 giờ sáng ngày 26 tháng 4 năm 2014, khiến nhiều người bỏ chạy tán loạn. Báo Dân Trí cho hay, nhân viên nhà ga đã tìm mọi cách dập tắt ngọn lửa nhưng vô hiệu. Cuối cùng, công an tỉnh Quảng Trị đã phải đưa hai xe vòi rồng đến mới dập tắt được ngọn lửa hoàn toàn khoảng 2 tiếng đồng hồ sau. Vụ cháy xảy ra không gây tổn thất về nhân mạng nhưng đã thiêu hủy gần như hoàn toàn các loại hàng hóa trên toa tàu, gồm các máy móc, linh kiện điện tử, vải vóc và mỹ phẩm. Theo cuộc điều tra ban đầu, số hàng hóa nói trên được bốc lên tại Hà Nội, định chuyển vào Sài Gòn. Người ta nghi phần lớn số hàng hóa này được nhập từ Trung Quốc.